Xin chào mọi người, mình tên là Tina, mình năm nay 38 tuổi. Mình có một em bé là hiện bé được 4 tuổi rưỡi. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là về cái vấn đề mà hầu như là tất cả những cái người mẹ ở trên thế giới luôn, khi mà có con nhỏ thì họ luôn băn khoăn thắc mắc là liệu mà khi mà mình có em bé và mình nuôi con mà cho bé theo một chế độ là ăn chay thì liệu có đảm bảo đủ sức khỏe và dinh dưỡng hay không. Thì mình xin thưa là hoàn toàn cái điều đó là quý vị hoàn toàn không có phải lo lắng về bất cứ điều gì hết, bởi vì bản thân mình ăn chay từ năm mình chỉ có 11 tuổi thôi. Rồi sau đó thì mình có gia đình, bé mình nuôi con là bé ăn chay hoàn toàn từ trong bụng mẹ. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Thúy Duy. Hiện tại mình là quản lý kinh doanh của một công ty bảo hiểm ở Việt Nam. Và Duy đã ăn chay được 30 năm tính tới thời điểm này. Trước kia thì năm 8 tuổi thì Duy ăn chay theo ba mẹ. Trong gia đình của Duy thì tổng cộng là 7 anh em, với ba mẹ đó là 9 người ăn chay tới thời điểm này. Và khi lớn lên thì Duy lại tìm hiểu là tại sao mà bố mẹ mình lại chọn cái thức ăn chay là cái chế độ ăn cho cả gia đình. Thì Duy thấy tôi phụ hoàn toàn là khoa học. Vì sao Duy nói là khoa học? Vì thứ nhất đó là về theo luật nhân quả. Là thứ nhất là khi mà chúng ta ăn thịt động vật thì Duy thấy con vật nó cũng có cảm xúc và nó biết đau đớn như con người. Và khi đó thì Duy cảm thấy là động vật sinh ra để làm bạn của chúng ta chứ không phải là thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là nhân quả, là vì sao là Duy thấy 30 năm nay ăn chay thì Duy cảm thấy là mình ngoài cái sức khỏe thì mình giống như mình rất được nhiều cái sự may mắn trong công việc. Xin chào các bạn, mình tên là Đạt, năm nay mình 24 tuổi và mình đã ăn chay được 8 năm rồi. Mình muốn chia sẻ với các bạn về lối sống thường chay, là về lợi ích của sự ăn chay, nó tốt cho sức khỏe của mình và cuộc sống của mình nó thay đổi rất là nhiều về con người, tính cách này kia. Thật sự ăn chay là mình cũng được cái duyên, tại vì mình có mấy người bạn ăn chay rồi giới thiệu mình vô làm một quán chay, rồi mình bắt đầu ăn chay từ đó tới giờ. Thì lúc đầu thì mình ăn chay rất là khó, nhưng mà thời gian sau mình thích ứng với cái ăn chay rồi á, thì mình cảm thấy cái sức khỏe mình nó tốt hẳn ra và bệnh tật nó sẽ ít đi. Chào tất cả các bạn, mình tên là Mang Thị Mỹ Lan, mình hiện nay là được 27 tuổi và công việc hiện nay của mình là một thợ make up. Hiện nay thì mình đã chuyển sang cái lối sống thuần chay này là được 5 năm. Và từ khi mình chuyển sang cái lối sống thuần chay thì cuộc sống nó trở nên tốt đẹp và nó có nhiều cái sự yêu thương hơn đối với các bạn thú. Khi mình ăn chay thì mình cảm nhận được một điều là tất cả các bạn thú đều có tình cảm, đều có sự đau đớn, đều muốn và đều rất là cần sự sống. Đó, lúc mà mình có em bé đó thì hàng tháng mình phải đi, giống như mọi người khác thì mình cũng đi bác sĩ để kiểm tra định kỳ. Nhưng mà mình giấu bác sĩ, mới đầu tiên mình không có nói cho bác sĩ biết là mình là một người ăn chay. Mình vẫn tới thăm khám như mọi người khác. Thì bác sĩ luôn luôn mỗi một tháng khi mà mình đến thì bác sĩ khám và bác sĩ đều nói là ồ, chỉ số của em rất là tốt, em bé của em trong bụng rất là khỏe mạnh và phát triển rất là tốt. Thì mình cũng chỉ cười thôi, mình cũng cười thôi, mình không nói gì hết. Và cho đến khi mà cái lúc mình gần sinh thì mình mới tiết lộ với bác sĩ là mình nói là bác sĩ ơi, thật ra em là một người ăn chay. Và tất cả những cái thuốc mà khi bác sĩ kê cho em á, ví dụ như kể cả sữa bầu nè, hay là những cái thuốc uống bổ nhưng mà nó có thành phần động vật trong đó, thì em hoàn toàn em không có sử dụng. Em chỉ dùng tất cả hoàn toàn là đồ vegan. Cái chỉ số hoàn toàn, những cái chỉ số của em bé của em á, rất là tốt. Thậm chí là em bé của em nó còn rất là hiếu động, có nghĩa là trong bụng mới siêu âm mới thấy em bé là hoạt động rất là khỏe. Thì cho nên mình nghĩ là nên là nếu mà các mẹ nào mà đang ăn chay rồi mà băn khoăn là liệu khi mà mình có em bé rồi thì mình có nên tiếp tục giữ cái chế độ ăn chay này hay không, hoặc là những mẹ nào mà hiện đang không ăn chay thì hãy suy nghĩ về vấn đề là
nên ăn chay khi mà mình mang thai, vì thật sự điều đó không chỉ tốt cho em bé mà tốt kể cả cho người mẹ rất là nhiều. Và những người bạn của Duy hỏi tại sao mà Duy năng lượng, rất năng lượng mỗi ngày và vui vẻ mỗi ngày, thì Duy mới lại tìm hiểu. Thứ nhất là khi chúng ta ăn thuần thực vật thì chúng ta sẽ dễ tiêu hóa hơn, cái dạ dày chúng ta dễ tiêu hóa hơn, thì chúng ta lại cái phần năng lượng đó thừa chúng ta lại nuôi cái bộ não, và như vậy chúng ta sẽ đi làm việc rất là hiệu quả luôn. Còn khi chúng ta ăn thịt động vật thì chúng ta mất rất nhiều thời gian, gấp 3 lần khi chúng ta ăn thuần thực vật, và như vậy thì chúng ta tiêu hóa rất là lâu, và như vậy thì năng lượng nó sẽ nằm ở dưới bụng mà nó lên não nó sẽ chậm lại, và chúng ta làm việc cũng cảm thấy rất là nặng nề. Và một điều nữa là các bạn có thấy rằng là hiện nay rất nhiều người ta biết rằng ăn chay rất tốt, nhưng có thể là người ta chưa có quyết tâm lựa chọn cái lối sống thuần chay là cái lối sống hàng ngày. Một cái điều chứng minh cho thấy là khi mà người thân của chúng ta mắc bệnh, hay là chúng ta muốn cầu nguyện một điều gì đó, thì có phải là chúng ta nói là, hoặc là người thân mình mất đi thì chúng ta ăn chay, chúng ta mới bắt đầu ăn chay. Vậy rõ ràng là chúng ta biết ăn chay rất tốt, và theo nhân quả là ăn chay có rất nhiều phước báo. Nhưng mà chúng ta chưa có hạ quyết tâm và chúng ta chưa dành thời gian để tìm hiểu điều đó. Vậy tại sao khi chúng ta có vấn đề gì chúng ta mới cầu nguyện mà chúng ta không tích tụ phước báo mỗi ngày, bằng cái việc là chúng ta ăn chay, chúng ta không sát sinh, thì như vậy thì chúng ta có phước báo thì chúng ta sẽ giảm được những cái nghiệp hay là những cái điều mà xấu nó đến trong cái cuộc đời của chúng ta. Cái quan trọng là cái cuộc sống tinh thần của các bé, và hãy cho các bé một trái tim khỏe mạnh, thật sự là khỏe mạnh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng các mẹ. Nó khỏe mạnh từ bên trong là mình ăn chay nó rất tốt cho sức khỏe, ngoài cái chuyện là một trái tim khỏe mạnh, mà nó khỏe mạnh về cái là mình có một trái tim tập cho các bé biết yêu thương, giữ gìn được cái bản chất, tại vì cái đó vốn đã là bản chất của trẻ con rồi. Mình nuôi dưỡng, mình giữ gìn và mình phát huy cái tình thương đó, nó ngày càng đi lên, thì một trái hãy mình thật sự là mình mong các mẹ hãy giữ gìn cái bản chất đó, cái tình thương đó, để giúp các bé ngày càng tốt hơn. Một cái xã hội mà các mọi người cứ suy nghĩ đi, một cái xã hội khi mà tất cả mọi em bé đều lớn lên từ trong hòa bình, từ trong sự yêu thương, thì thật sự là một thế giới thật sự là tốt đẹp, một thế giới thật sự là hòa bình. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hiện nay thì gia đình nhà mình cũng vẫn tiếp tục duy trì cái lối sống thuần chay là được 5 năm, và không có lý do gì và cũng không có bất cứ điều gì để cho mình phải thay đổi cái lối sống đó. Mình đã phát nguyện là sẽ ăn chay trọn đời. Mình hy vọng tất cả các bạn từ giới trẻ, nhất là những cái bạn giới trẻ là những cái tương lai cho sau này, nên chuyển sang cái lối sống thuần chay từ bi hơn, đầy nhân đạo hơn, để nhân rộng cái tình thương và giúp đỡ các bạn thú. Chúng ta hãy cùng nhau ăn chay nhé. Thật ra mình ăn chay cũng là có cái tình thương của động vật, nên là mình quyết định là sẽ ăn chay mãi mãi. Các bạn cũng vậy nhé. Và lời cuối cùng là Di mong muốn rằng 2020 các bạn sẽ lựa chọn cái lối sống đúng cho mình, một lối sống vui vẻ, hoan hỷ và lối sống đầy dinh dưỡng, đó là thuần thực vật. Chúc các bạn may mắn trong cuộc sống. Di xin chào.